chào tất cả anh em. Nay mới về, hai em giúp cô làm clip cập nhật với anh em ha. Bên phải là em Polygraph đồng khắc chữ giúp bô nghiêng và ngọn lửa nha anh em. Ngọn lửa đam mê ha. Bên trái là em cờ đông trắng khắc nữ thần tự do nha anh em. Biểu tượng của nước Mỹ luôn ha. Hai em rất là tinh tế, rất là ý nghĩa ha. Anh em nào kết em nào cứ alo mình ha. Số điện thoại anh tiêu đề clip nha anh em. Trên tay với anh em trước ha. Đây là em Polygraph đồng nha anh em. Khắc chữ giúp bô nghiêng và ngọn lửa ha. Trên nền lưới mắt cáo nha, lưới đan mắt cáo nha anh em. Rất là tinh tế đẹp mắt ha. Hàng mới 100% nha anh em, chính hãng giúp bô Mỹ ha, lấy bằng ha. Hàng zin hết. Em nó mới về show thấy anh em luôn. Mới 100% nha anh em. Hộp đựng giấy tờ hạ dập chính hãng đầy đủ ha. Anh em sử dụng hoặc làm quà biếu quà tặng rất là hay luôn anh em. Sáng bóng sạch sẽ ha. Hàng zin hết. Rất là nhạy lửa nha anh em, để nhẹ là lên ha. Hàng chính hãng luôn. Anh em nào kết cứ alo mình ha, số điện thoại tiêu đề clip. Chữ giúp bô nghiêng. Kế bên là ngọn lửa nha anh em. Trên nền background là cái lưới mắt cáo ha. Lưới đăng mắt cáo. Rất là độc đáo, mạnh mẽ, tinh tế cho anh em trên tay. Hàng zin hết. Em nó mới về, chưa hề đụng chạm tới ha. Anh em nào kết cứ alo. Ship toàn quốc cho anh em chơi ha. Polygraph đồng ha nè. Ngọn lửa chữ giúp bô nghiêng ha. Còn đây là em crom trắng khắc nữ thần tự do ha nè. Biểu tượng của nước Mỹ luôn. Em nó mới về. Mặt sau trơn, sáng bóng sạch sẽ ha. Đây lõm ha anh em. Em nó cũng hàng zin luôn, chính hãng luôn, mới 100%. Hộp đựng giấy tờ mã vạch chính hãng đầy đủ luôn. Show kỹ anh em xem. Khắc nữ thần tự do đang giơ cái đuốc ha nè. Phía sau là cái quốc kỳ Mỹ ha. Rất là tinh tế và ý nghĩa ha. Hàng zin hết. Anh em về chế xăng xịn là xài thôi. Sử dụng làm quà biếu quà tặng cũng rất ý nghĩa. Anh em xem hình ảnh chi tiết các em nó thì vô trang Facebook mình. Link ở phần miêu tả video ha, anh em nhấp vô xem. Giá anh em kéo xuống mô tả video xem giùm. Bao ship toàn quốc cho anh em chơi, bao kiểm tra, bao test thoải mái. Show kỹ anh em xem. Rất là nhạy lửa ha anh em. Để nhẹ là lên thôi. Rơm trắng ha, các nữ thần tự do. Mã dập đầy đủ ha nè. Giấy tờ kèm theo luôn. Anh em nhớ đăng ký kênh giúp Bo Tướng Nguyễn ủng hộ mình ha. Tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn anh em.